Ồ, mẹ của chúng thật may mắn. Một bé đến với gia đình nghèo và bé thứ hai đến gia đình giàu có. Máy bay bay trên mây, hãy thay đổi lộ trình nha. Bay đến xưởng của Lalelu đi. Wow, đẹp quá à. Thêm ít lấp lánh nha. Phủ một lớp mềm lên trên. Thêm trang trí. Bây giờ máy bay có mắt rồi. Mẹ đưa bé đến câu lạc bộ ô tô trẻ em. Lái đi con. Loại xe nào mà con thích? Nhưng không có gì lọt vào mắt cô. Đột nhiên bé hét lên. Hãy khắc phục tình hình nha. Có lẽ con muốn thành phi công. Khi ngồi vào máy bay, Sandra ngừng khóc. Cô muốn bay. Vài năm sau, cô bay lên trên mây. Giấc mơ của cô đã thành hiện thực rồi. Bạn có thể nhìn mọi thứ từ trên này. Quấn dây bệnh đầy vòng. Đó là búp bê. Bộ quần áo đơn giản nhưng mà đẹp lắm. Gina tội nghiệp rất là chán. Mẹ để chỉ và một sợi dây trong tủ. Một chút kiên nhẫn. Wow, cô đã tạo ra một người bạn nè. Và khi mặt trời lặn, búp bê sống lại. Gina, muốn chơi không nè? Tất nhiên rồi. Họ có một buổi lễ trà. Mẹ nghe thấy tiếng động và nhìn vào phòng. Con đang nói chuyện với ai vậy? Đã đến giờ ngủ rồi. Ô, con khát quá. Trở lại giường thôi nào. Sandra lớn lên và trở thành một thiếu nữ quyến rũ. Xin chào. Bạn sẽ chọn chiếc váy nào nè? Cái này hay là cái này? Vậy tự làm nào. Chắc chắn cô sẽ thích kim sa cầu vồng. Thêm váy trim bồng bềnh. Wow. Lấy chỉ ra khỏi ruy băng. Thêm bím tóc hồng và mái tóc vàng. Mang tóc vàng vào nha. Và điểm nhấn là chiếc sừng với tai lấp lánh. Cô thật hoàn hảo. Chiếc nhẫn này hóa ra là choker trang nhã. Sandra có một style tuyệt vời. Thank you. Quý cô nhà giàu đang chán. Cô chán những trò giải trí xa hoa. Lướt Lalegram. Cả kiểu makeup mới. Không có gì làm hài lòng cô cả. Alo, mình muốn đặt một chuyến bay thuê bao. Kỳ Lân tham gia cuộc hành trình lái chiếc ô tô bay của chính mình. Ui, thật tuyệt khi giàu mà. Mình có thể bay bất cứ khi nào mình muốn. Gina, chọn ruy băng đi. Màu hồng là màu mà mình thích. Được chứ. Dùng chỉ tạo thành những sợi dễ thương nha. Cô đã mặc chiếc áo này rất lâu rồi. Nó đã sờn hết cả rồi nè. Biến giấy thành bộ áo liền quần. Đốt trên ngọn lửa. Hãy mặc đồ mới nha. Vỏ cây sẽ trở thành miếng vá. Vớ cao su cầu vồng sẽ bảo vệ đôi chân khỏi vũng nước. Bạn có thể nhìn thấy cầu vồng trên chiếc váy này. Bé đừng buồn mà, cậu có thể làm được. Không ai để ý cô gái cô đơn này. Cô ấy chỉ có một mình thôi. Ồ, mình có thể tự mình kiếm tiền được. Kỳ Lân à, hãy lập một ban nhạc. Cậu hát bè và mình hát đơn ca nha. Một giọng hát tuyệt vời. Cô ấy sẽ là ngôi sao tương lai. Những người khác thật sự ấn tượng lắm. Cũng không tệ cho lắm. Chúng ta đã quyên góp được nhiều tiền. Trong khi đó, Lalelu đang dựng một cửa hàng sang trọng. Thêm giấy dán sáng màu. Hoàn hảo. Tấm rèm màu tím phủ quanh phòng thử đồ. Lấy giá đỡ từ đũa cho sushi. Gần đó chúng ta có kệ trong suốt. Nội thất đã xong rồi. Bạn có thể thấy những đôi giày trên kệ làm từ thỏi vàng. Vàng và phụ kiện hàng hiệu có ở khắp mọi nơi.
khách hàng của cửa hàng sang trọng này là ai? Sandra đang thư giãn trong căn hộ của cô. Mình sẽ tiếp tục xem La Lelo sau. Đã đến lúc cập nhật tủ quần áo. Cửa hàng kỳ lân đang đợi. Mình sẽ thử nó. Mình muốn thứ gì đó mới. Cậu có thích nó không nè? Rất nhiều trang phục luôn. Ngựa Pegasus mang theo chiếc ví đặc biệt. Một bộ đồ lông có hình kỳ lân. Wow, hoàn hảo. Cô đã lấy chiếc ví. Cảm ơn, cửa hàng kỳ lân là nơi tốt nhất để đến. Rất vui được giúp đỡ. Hãy cắt bìa cứng nha. Loại bỏ phần dư thừa đi. Đây là những cửa sổ. Sơn phần thân màu sáng và rắc kim tuyến lên nha. Làm mọi thứ vững hơn bằng thanh gỗ. Cắt bỏ hộp nhựa đi. Dính keo giấy xốp. Toàn bộ bốt điện thoại này được bao phủ bởi những hình dáng ngộ nghĩnh. Ai cần điện thoại nào? Gina để ý một cô gái giàu có với smartphone. Chào, mình có thể gọi bằng điện thoại của bạn được không? Chỉ một giây thôi. À, chuồng chuồng khổng lồ kìa. Chà. Bốt điện thoại này sẽ giúp cho mình. Kỳ lân nhét tiền vào và gọi. Một chàng trai đến với cô. Cậu đã gọi mình. Đúng rồi. Được rồi nè, Gina đã mua cây đàn đầu tiên của mình. Nhiều năm trôi qua, nữ chính cần một diện mạo mới. Áo phông Range Red. Hãy thử bộ áo liên quân cầu vòng. Sành điệu mà không cần nỗ lực. Bốt ngắn hoàn thiện vẻ ngoài. Làm chiếc sừng có tay từ giấy thủ công nha. Tất cả là sắt cầu vòng đó. Trời tối quá đi. Đi bộ xuyên rừng biến thành một cuộc phiêu lưu rùng rợn mà. À, thật đáng sợ. Cứu, nhện kìa. Kỳ lân bỏ chạy. Nhưng mình không thấy cây. Khi Gina tỉnh dậy, ngựa con lảng vảng xung quanh cô. Cậu bị thương à? Sừng mình bị gãy rồi. Họ ngay lập tức mang đến chiếc băng đô. Yay, bây giờ sừng ổn hơn rồi. Họ quyết định cho cô thấy khu rừng không đáng sợ chút nào. Bướm dễ thương đậu trên cây. Và nhện giờ chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tháo hộp nhựa ra nha. Đặt các lưỡi dao cắt tông vào giữa. Lắp quạt có chân đế. Hãy làm cho nó bẩn một chút. Kết nối dây và phích cắm nha. Vào mùa hè, nhà Gina rất là nóng. Mình sẽ đi bộ. Hy vọng ngoài đó mát hơn. Bãi phế liệu đầy những điều thú vị. Trông thì tệ lắm, nhưng có lẽ nó sẽ hoạt động. Gina mang nó về nhà và trang trí bằng ri băng. Cuối cùng cũng có gió. Quạt cũ đang hoạt động nè. Kỳ lân khó có thể vươn tay để tắt cơn cuồng phong này. Sandra đã lớn hơn. Hãy để tóc vào nếp nha. Một cặp bím tóc có ổn không nè? Diện mạo mới đang chờ trên giá. Tín đồ thời trang yêu thích bộ đồ màu vàng. Một vết bớt trên vai. Vai được bao phủ bởi một chiếc áo lông nhiều màu mịn. Biến đôi giày nhàm chán thành giấc mơ quyến rũ nha. Đôi sandal cao gót hồng được trang trí bằng cầu vồng nè. Sừng và đôi tai lấp lánh đã hoàn thành hết mọi thứ. Người phụ nữ giàu có lái chiếc xe hơi tuyệt vời. Bạn còn muốn gì hơn thế nữa? Cuộc sống hoàn hảo sang trọng. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Xin chào. Bạn làm mình nhớ đến một người. Nhìn kỹ hơn đi. Sandra nhận thấy vết bớt. Không đời nào. Mình cũng có nó đây nè. Họ là chị em ư? Cuối cùng họ đã tìm thấy nhau rồi. Đi với chị. Hãy chuẩn bị bãi cỏ nha. Gấp đường cong thành nhà. Tường hồng và mái cầu vồng là một sự kết hợp tuyệt vời. Ở giữa sân là một hồ nước tinh khiết nhất. Bao xung quanh nó là một dải giấy lấp lánh. Mọi thứ tốt hơn với nhiều cây xanh hơn.
Sandra đến cơ quan bất động sản. Xin chào, các tài liệu sẵn sàng chưa? Tất nhiên, đây là kế hoạch xây dựng. Tuyệt, tôi có thể thanh toán bằng tiền mặt. Đây là khu phố tuyệt vời, bạn sẽ không hối tiếc đâu, chắc chắn rồi. Sau khi gặp em gái, Sandra quyết định làm nhiều việc tốt hơn. Các bạn có nơi nào để sống không nè? Bây giờ có rồi đó. Mình đã mua cả khu chung cư. Hãy đến và mang theo bạn bè nha. Wow, cảm ơn rất nhiều. Bạn nên giúp đỡ mọi người nếu như bạn có thể. Làm tốt lắm, Sandra.